Tháng 5 vừa qua, Aman Saman, 16 tuổi, đã gửi đơn thỉnh nguyện trên trang mạng sau khi nhận ra rằng mỗi năm, Ấn Độ lại càng trở nên nóng bức, khô hạn, thiếu nước và ô nhiễm. Với 170.000 chữ ký đã được thu thập, Aman Saman mong muốn chính phủ Ấn Độ hành động trước khi quá muộn. Chiến dịch này hiện đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi tiếng và một số tên tuổi trong làm phim Bollywood của Ấn Độ. Trong khi đó, Jyotiran Sharma, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Instagram của Ấn Độ, cũng đã kêu gọi thu thập chữ ký cho một đơn thỉnh nguyện tương tự gửi lên chính phủ trong tuần này. Đến ngày 28 tháng 6, đơn này đã thu hút được hơn 300.000 chữ ký. Hiện Bộ Môi trường Lâm nghiệp và Biến đổi Khí hậu của Ấn Độ vẫn chưa đưa ra bình luận gì về những động thái này.